Nhận định bóng đá Wolverhampton với Arsenal, 1 giờ ngày 3 tháng 2, vòng 22 ngoại hạng Anh. Arsenal đặt mục tiêu nối dài chuỗi trận thành công khi đến làm khách trên sân của Wolverhampton ở vòng 22. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Arsenal đang dần trở lại, họ có nhiều sự tiến bộ trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Wolverhampton vẫn chìm trong cuộc khủng hoảng. Đây sẽ là cơ hội để pháo thủ giành chiến thắng để tiếp tục leo dần trên bảng xếp hạng. Trước ngày Boxing Day, Arsenal hành quân đến sân Everton. Đó là trận đấu không đến nỗi tệ của pháo thủ, nhưng cuối cùng thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta lại phải nhận thất bại 1-2 tại Goodison Park. Trận thua đó đẩy Arsenal vào cuộc khủng hoảng nặng nề. Vòng đấu sau, pháo thủ tiếp Chelsea tại Emirates, trong khi giới chuyên môn đều dự đoán về một thất bại nữa cho Arsenal. Đặc biệt khi Arteta sử dụng đội hình đá chính với rất nhiều cầu thủ trẻ như Smith Rowe, Gabriel Martinelli, thì họ lại bất ngờ đánh bại Chelsea 3-1. Đó có thể sẽ là chiến thắng bước ngoặt trong mùa giải này cho pháo thủ, bởi kể từ sau 3 điểm ấn tượng đó, họ càng chơi càng tiến bộ. Trong 7 vòng gần nhất, thầy trò Arteta bất bại, giành 5 chiến thắng. Mới nhất, Arsenal đã có trận hòa 0-0 với MU ở trận đấu mà họ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn và cột dọc cũng từ chối của họ một bàn thắng, giành 17 trên 21 điểm tuyệt đối gần nhất. Pháo thủ đang dần tiến lên trên bảng xếp hạng. Lúc này, họ đã vươn lên thứ 9 và chỉ còn kém top 4 có 8 điểm. Rõ ràng hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới là vẫn còn nguyên với Arsenal. Trong hơn một tháng qua, chính nhiệt huyết của những cầu thủ trẻ cộng với sự hồi sinh của những cựu binh đã giúp pháo thủ thăng hoa. Tiền vệ tấn công Smith Rowe đã đá chính cả 7 vòng gần nhất, có 4 pha kiến tạo. Smith Rowe là cầu thủ tấn công có tốc độ, kỹ thuật và sức sáng tạo. Chính anh đã góp phần giúp lối chơi Arsenal có thêm đột biến, thay thế cho sự bế tắc như nửa đầu mùa giải. Bukayo Saka cũng đang chơi rất hay, trở thành linh hồn mới trên hàng công pháo thủ. Trong 6 vòng gần nhất ra sân, Saka đã ghi 4 bàn và có 3 pha kiến tạo. Dĩ nhiên, không thể không nhắc tới vai trò của những cái tên kỳ cựu như Alexander Lacazette. Tiền đạo người Pháp đã tỏa sáng thay cho Aubameyang thời gian gần đây để gánh nhiệm vụ ghi bàn cho Arsenal. Ở hàng thủ, David Luiz cũng chơi ổn định. Có vẻ như cuối cùng Arteta cũng tìm ra sơ đồ và con người ưng ý nhất cho cỗ máy Arsenal. Dĩ nhiên, pháo thủ lúc này còn lâu mới đạt tới trình độ đua vô địch Premier League, nhưng ít ra họ cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Ngược lại là Wolverhampton, đội bóng này càng ngày càng chìm sâu vào cuộc khủng hoảng. Vòng đấu trước, họ còn thua 0-2 trên sân đối thủ trung bình yếu là Crystal Palace. Tính rộng hơn, đã 8 vòng gần nhất thầy trò huấn luyện viên Nuno Santo không biết mùi chiến thắng, nhận 5 thất bại. Sân nhà cũng không còn là điểm tựa cho Wolverhampton khi họ đã thua cả 2 trận gần nhất tại Molineux, trong đó có thất bại xấu hổ 2-3 trước đội bóng xếp áp chót bảng xếp hạng West Brom. Nuno Santo đang bế tắc trong việc giải bài toán Wolverhampton chơi như nào khi vắng đi ngôi sao số 1 Raúl Jiménez. Trong hoàn cảnh đó, đây sẽ là thời cơ tốt để Arsenal giành chiến thắng. 3 điểm nữa sẽ giúp họ tiếp tục tiến lên trên bảng xếp hạng. Dự đoán 0-1.